Đang phát sinh, xin chào các bạn. Sau này đang phát sinh giới thiệu các bạn mình cần mắc chất liệu carbon, chiều dài 5m4, độ cứng 5H, chơi cần này, thon ra các bạn, cầm rất ôm tay. Năm đốt các bạn nhé. Đứng ngọn này các bạn. Hai ly các bạn nhé, hai ly, bạn nhìn rõ hai ly, to cứng, nó ngọn xoắn mà, nó xoắn này. Đốt thứ hai nữa, đốt thứ ba, đốt thứ ba. Đốt thứ tư đấy. Tôi đang phát sinh để giới thiệu các bạn cần mắc chiều dài 5m4, độ cứng 5H, chất liệu carbon, đốt ngọn 2 ly. Đang phát sinh, chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang phát sinh.